Chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Bất Động Sản Thiện Nhân của chúng tôi. Giới thiệu quý vị, trước mặt quý vị đây chính là hồ sông Dây, quý vị ạ. Và tôi đang đứng đây là ở địa phận xã Bầu Nâm, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu. Trên một cái khu vực là khu dân cư, quý vị nhá. Khu dân cư. Đây, nhà cửa khu này ở rất đông, đường nhựa hiện hữu. Đây, đường nhựa đây. Đó. Chỗ này là nhìn hồ đấy quý vị nhé, rất gần với hồ đó, hồ đấy. Đây nhà đây đó, nhà ngay đây. Giới thiệu quý vị một cái lô đất nằm trên mặt đường nhựa này, gần với cái hồ sông Dây, nên là hưởng được cái không khí ở đây rất là mát mẻ, trong lành quý vị nhé. Gần hồ thì rất là đẹp, rất là mát mẻ. Thì khu vực này là khu dân cư nên thổ cư các thứ được, và đất ở đây thì vô cùng là màu mỡ, tuyệt vời. Đấy thì ở gần đây, ngay chỗ cái nhà mái tôn này đi chiếu sang, thì tôi đang có một cái lô đất có diện tích là 5 sào 7, tức là 5.700 m², trong đó cái chiều ngang của nó chỉ có 30 m thôi, 30 m, và giá bán ở khu vực này ấy, là trung bình là 1 tỷ một sào. Nhưng mà cái nhà này bởi vì nó có cái chiều ngang nhỏ như vậy ấy, nên người ta chỉ bán giá là 550 một sào, tương đương với lại là cái lô đất này là 3 tỷ 150 triệu quý vị nhá. 3 tỷ 150. Đó. Chỗ này người ta đang làm cái đốt than này. Dạ. Đây, người ta đang làm cái để mà đốt than đấy quý vị, đốt than hoa đấy, than hoa. Thì đây này, cái lô đất của mình đây. Đấy. Có cái chiều ngang là 30 m, bắt đầu từ cái cọc này, mốc này cho đến trên kia, gần cái cột điện này. Đó. Bởi vì đất người ta rất là rộng, rất là dài, nên là người ta phía trong kia nó nở ra. Và cái chiều này người ta chỉ vì có 30 mét thôi. Đó. Đến đây. Cái cột này. Đấy. Thì là 3 tỷ 150 quý vị nhá. 5 sào 7. Khu dân cư. Đó. Và lên thổ cư thoải mái. Đất đây, đất đỏ đẹp tuyệt vời đây. Tôi quay cho quý vị thấy cái đất ở phía nhà đối diện này. Đó. Đất này nó rất là tơi xốp và màu mỡ. Trồng cái loại gì cũng được luôn. Và hiện tại bây giờ đất người ta đang trồng tiêu. Ở đây có cái nhà ngay kế bên này. Để xe chúng tôi đỗ ô tô đấy. Đây. Đó. Nói chung này đất đai tuyệt vời. Đất này nó không, Phía này nó không đỏ bằng phía kia. Nhưng mà chính là cái đất này nó mới sạch sẽ này. Đất này rất sạch. Chứ màu nó đỏ quá thì nó bẩn lắm, tòa nhà bẩn lắm. Nói chung cái gì cũng có hai mặt, nhưng mà về cái độ màu mỡ thì thực ra thì nó cũng ngang nhau thôi, không có kém cạnh gì đâu, 1 9 1 10 à. Thế thì sơ bộ quý vị biết một cái lô đất ở ngay khu dân cư nhá. Thấy đường nhựa hiện hữu, điện đóm các thứ đầy đủ. Đó. Chỗ này thì người ta bán 1 tỷ 1 sào. Cái đây thì 550 thôi. Đấy thì sơ bộ quý vị biết lô đất như vậy nhé. Quý vị nào có nhu cầu quan tâm ở đây thì cứ alo cho chúng tôi nhé. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các video sau.